Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng cho biết, mỗi ngày hàng trăm lượt người đến để chích ngừa nhưng cũng không có vaccine để chích. Các loại vaccine thủy đậu Infanrix Hexa 6-1, Pentasim 5-1 và vaccine 3-1 sởi quai bị rubella đã hết từ nửa tháng nay. Trung tâm này giải thích sở dĩ các loại vaccine cháy hàng là do tâm lý của người dân, thấy dịch bệnh có những chuyển biến phức tạp mới đổ xô đi chích ngừa. Nhưng trên thực tế, đợi đến khi dịch bệnh bùng phát mới đi chích ngừa là không hiệu quả, bởi chích trước thì khả năng phòng bệnh mới cao. Còn đợi đến khi có dịch, cơ thể đã nhiễm virus thì dù có chích ngừa vẫn sẽ khó phòng được bệnh. Trung tâm Y tế Dự phòng Đà Nẵng đã liên hệ với các công ty cung ứng vaccine để đặt thêm hàng. Tuy nhiên, vaccine thủy đậu cuối tháng 3 đầu tháng 4 mới có. Còn vaccine Infanrix Hexa 6-1, Pentasim 5-1 đầu tháng 5 mới có.